Thực ra không phải là chúng ta gảy dây đàn ở đây, âm thanh nó vọng vào đây đâu. Rất nhiều bạn lầm tưởng là khi chúng ta gảy dây đàn thì cái âm thanh nó vọng vào cái hộc này. Đấy, và nó được cái thùng đàn này khuếch đại âm thanh lên. Không phải như vậy. Bản chất là khi chúng ta gảy dây đàn tạo ra dao động, tức là rung, dây nó rung lên thì nó truyền lên cái phần ngựa đàn ở đây. Dây nó tì lên ngựa đàn. Và khi dây rung thì ngựa đàn nó rung và nó truyền lên cái mặt đàn này. Đấy, và khi đó thì âm thanh nó được khuếch đại lên. Chính vì thế mà nếu như cái ngựa này mà kém, cái ngựa này làm bằng chất liệu kém, nó cũng sẽ làm ảnh hưởng, khiến cho âm thanh truyền xuống không tốt, âm thanh kém đi. Và cũng như vậy, nếu như mặt đàn này mà thuộc cái loại gỗ đẻo thì âm thanh cũng bị kém đi. Đấy, cho nên là cái phần ngựa đàn này và cái mặt đàn này rất là quan trọng, nó phải dao động tốt, truyền âm tốt. Chứ không phải là nó âm thanh nó rung vào cái dây này, nó kêu, nó vọng vào cái thùng này đâu. Có nhiều cây đàn nó hoàn toàn nó không có cái này đâu, nó không có cái hộc này, mà nó chỉ làm một số cái lỗ nhỏ nhỏ ở đây thôi để cho âm thoát ra. Đấy các bạn nhé.